Sơn xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước và các bạn. Cho Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe và các bạn nha. Thì Sơn đang có mặt ở trong núi voi đó cô chú anh chị. Thì tới hoàn cảnh thứ tư của cái em học sinh giỏi mà hoàn cảnh khó khăn đó cô chú anh chị. Thì suốt hành trình buổi sáng giờ thì Sơn cũng chưa kịp ăn cái gì luôn để lo giúp cho các em xong. Đó thì bây giờ Sơn cũng đang đứng trước cửa nhà của cháu rồi. Bây giờ Sơn vào trong để gặp ông ngoại. Bởi vì cháu học xong là nghỉ hè nên là cháu chạy lên chơi với ba cha mẹ ở làm ở Bình Dương. Đó thì Sơn đi vào bên trong để gặp ông ngoại nói chuyện nha. Dạ, con chào chú. Chú cho con hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi ha? Dạ, năm nay 53 tuổi. 53 tuổi. Chú tên họ là gì ha? Họ Võ Văn Quý. Võ Văn Quý. Dạ. Thì con đến đây để thăm gia đình, cái thứ nhất, cái thứ hai đó là hỏi về cái vấn đề là cháu nó học đó. Dạ. Cháu này Quỳnh ở trên Quỳnh Thị. Quỳnh Thị Chẳng. Quỳnh Thị Chẳng. Dạ. Cháu này nào năm nay học lớp mấy rồi chú ha? Nó năm nay đáng lý ra nó học tới lớp 3, lớp 4, lớp 4 rồi đó mà bị nó nghèo khổ đi lên trển nó mặn rồi nghỉ ở lớp. Đáng lý ra này tới tụi trường là nó lớp 4 đó. Dạ. Mà cái tuổi của cháu như vậy nó còn nhỏ mà sao đi kiếm tiền sớm vậy chú? Bị cha mẹ nó khổ rồi đợt rồi đi nó cũng dặn gia đình của ông nội nó dưới rồi mẹ nó mới cha nó dắt đi. Dạ. Cái tôi đây tôi nuôi ba đứa đó. Ba đứa cháu luôn. Đứa mẫu giáo rồi hai đứa học trường trên luôn mặt á. Dạ. Thì cha mẹ cháu là còn đầy đủ hay sao cho chú? Còn cha mẹ của nó hả? Dạ. Còn đầy đủ. Dạ còn đầy đủ. Cha là tên Quỳnh Văn Tiền. Ừ. Mẹ Võ Thị Cẩm Quy. Dạ. Thì hai người đi làm thuê hả chú ha? Rồi làm thuê ở trên Bình Dương vậy. Dạ. Thì bé hiện giờ là ở với ông ngoại. Ở ba đứa ở đây luôn. Chú là ông ngoại không nội? Ông ngoại. Ông ngoại. Coi như là đang nuôi bé ba đứa luôn đi học. Đang nuôi bé Chăng ở đây, bé Chẳng ở đây. Ở đây. Dạ, thì bây giờ là cháu đi lên lên đó. Nghỉ hè rồi rồi bắt đầu bà cháu với mẹ nó kêu lên trển chơi cho nó. Dạ. Tới tụi trường về học. Dạ, có nghĩa là bà đang dắt cháu lên trển rồi. Rồi. Dạ. Thì cũng có thể là con gặp ở trên đó cũng được. Tại vì con đang trên Sài Gòn á. Thì con về đây thì cũng có làm cái kênh YouTube Sơn Miền Tây. Thì con cũng làm cái hướng là ở miền Tây thôi. Thì hôm nay cũng có nhờ mấy anh ở khóm đó cũng giới thiệu về cái nhà và dẫn dắt ở đây rồi cũng tiếp chở những cái phần quà lại nhà thăm nhà. Đó thì theo như chú nói là đúng ra năm nay là cháu học lớp 4 rồi. Đúng rồi. Thì nó khổ quá rồi mẹ nó dặn này nọ rồi mới dắt nó đi mới nghỉ hết năm. Dạ. Thì bây giờ nói chú như nè. Từ đây sắp tới đó thì cho nó cháu nó ăn học đàng hoàng. Dạ, đúng rồi. Thì cái việc học đó thì con sẽ lo. Chỉ là việc là lo cháu nó ăn thôi. Còn những việc học quá thì để tụi con lo. Thì mong là cháu nó sẽ nhận được cái học bổng như vậy đó. Thì mong là cháu nó học khá hơn, tốt hơn, giỏi hơn. Để không phụ lòng của ông bà lo cho cháu. Dạ, cái gì nói gì tôi rất cảm ơn. Dạ. Bởi vì khổ quá tôi cũng đi làm hồ, đi làm hồ lo cho cháu chứ. Mẹ nó đâu có gửi tiền về kịp. Ở nhà mất đi làm hồ cũng lo cho cháu. Bà đi cháu đi học rồi. Nhỏ con cháu nó cũng lãnh được cái gì đó. Rồi tới tụi trường nữa, nó cũng về học trên trường trên nữa. Dạ. Thì chú làm hồ ở đây là được bao nhiêu tiền? Ngày có 220. 220 là phải 2 vợ chồng 3 đứa cháu. Rồi vợ ở nhà giữ mấy cháu, còn gần ở đây thì đưa cháu đi học. Dạ. Rồi miễn mình bằng xa thì nó chạy xe đạp điện, mà xe đạp điện nó chưa đủ tuổi nữa. Rồi ông hiệu trưởng trường nói cô nó là nó chưa có đủ tuổi rồi, thành ra không có cho chạy xe đạp điện. Đưa dạ. Mẹ ngoại nó đưa đi học không. Dạ. Ủa vậy rồi thì cô ở nhà làm gì hả chú? Cô ở nhà làm gì ha? Ở nhà thì bà giữ mấy nhỏ. Cô của nhà coi như là nội trợ giữ mấy cháu sáng thôi. Sáng đi đưa đi chưa rước dậy. Dạ, có nghĩa là đưa đi luôn. Có nghĩa là nội trợ và giữ mấy cháu. Dạ đúng. Dạ. Thì ở nhà mình đây là nhà mình luôn ha chú ha. Dạ dạ dạ. Dạ. Thì để cho con coi cái phiếu liên lạc của cháu một cái nha. Đó con đi. Dạ. Đây thưa cô chú anh chị thì nhà thành tích của cái em Nguyễn Thị Chẳng. Sinh ngày 15 tháng 3
năm 2019. Tên cha tên mẹ ở đây đều có nè cô chú anh chị đó. Thì đây là thành tích cháu học một năm vừa qua đó, đó là hiện học khá nè, thành tích 10, chỉ có hai cái là kiểm tra là chỉ có 7-8 thôi, còn ngoài ra là khá giỏi hết. Thưa cô chú anh chị, thì nhờ ông ngoại kiếm cái giấy khen của cháu chẳng giùm đó. Như bà chị của Sơn cũng hướng dẫn chỉ cho chú để tìm cái giấy của cháu đó. Thì cái nhà này cô chú anh chị, đây thưa cô chú anh chị, thì cái này là giấy khen của em Trăng là học mẫu giáo nè. Nó học mẫu giáo đó, thì đây là những thành tích em học kết quả cuối năm học nè cô chú anh chị, được khen thưởng sinh hoạt thành tích vượt trội ở môn tiếng Việt. Dạ thì thưa chú quý, là tại vừa rồi đó, đúng ra là con xuống đây sớm lắm, mà tại vì con bị tai nạn xe, bị gãy xương vai cho nên là con không xuống đây được. Đó thì bây giờ con mới xuống là nó sự nó bất ngờ nó quá nên là không có các cháu ở nhà. Đó thì cái trường hợp không có các cháu như thế này thì chắc coi khi mà con về Sài Gòn đó thì con sẽ ghé trên đó. Cũng nhờ chú là liên hệ với trên đó là giữ bé giáo ở đó đó đi. Thì khoảng một tuần sau con về trển. Mà liên hệ mà gặp chỗ nào? Không. Có nghĩa như là nói, có nghĩa là chú cứ nói ở trên đó một tuần lễ sau nữa thì con sẽ đi lên trển. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con sẽ liên lạc với cái số điện thoại, con sẽ điện lên ở trển hỏi địa chỉ đâu, con sẽ lên đó. Chú hiểu nói không? Thì tại vì con về đây nên bây giờ tôi chỉ cho chú luôn đi, nó ở cái cổng Đại Nam á, cổng trước á, rồi con điện nó, mẹ nó ra với nó kêu ra là mẹ nó chở cái ra rồi. Ok, thì bởi vậy tôi mới điện nói có cho số điện thoại này đó của mẹ. Dạ. Đó thì có nghĩa như là tại vì con về đây là cũng một cái sự là nó bất ngờ, chứ đúng ra con về được trước lận đó, thì cũng mới vừa hết xương vai thôi thì cũng đi đến cái năm cái trường hợp của năm em đi học sinh này, thì làm cho xong để cho chú khỏi đợi. Yeah. cái chú Mạnh Thường Quân á khỏi đợi con. Yeah. Nó cũng làm tranh thủ cho xong, thì hôm nay cũng là đến trước là cũng đến thăm gia đình, hai nữa là cũng về cái việc của cháu nó học, cái thứ ba nữa thì cũng có phần quà của chị Quý ở bên Úc gửi cho đến gia đình để cho cháu nó ăn và cũng gửi cho gia đình mình là một phần quà. Chú tên gì? Dạ con tên Sơn. Rồi tôi cũng chúc mừng chú Sơn vậy là được, cho cháu tôi vậy là tôi cũng chúc mừng vui vẻ. Dạ không phải, cái này không phải con cho đâu. Không phải, nhưng mà chú cũng có từ tiện chú tới đây nhà của vậy là tôi cũng chúc mừng rồi. Dạ thì tôi biết chú Sơn thôi chứ. Dạ đúng rồi. Thì thưa chú Quý, thì cái phần quà của chị Quý gửi gia đình á. Dạ. Là ở đây thì con gửi cho chú ha. Dạ. Ở trong đây nó gồm có đây thưa chú Quý, thì ở đây có một bịch bao gạo là 10 kg, một chai nước mắm, một chai nước tương, một chai dầu ăn, 5 cá hộp, 1 kg đường, một bịch bột ngọt và 10 trứng đó. Thì phần quà thực phẩm này của chị Quý ở bên Úc á gửi gia đình, thì chú có việc nhìn như đây nói lời cảm ơn với chị Quý. Thì cảm ơn chị Quý là chúc mừng cho cháu tôi vậy được thành công tốt đẹp vậy là tôi hoan nghênh. Rồi chị Quý cũng gửi lời cho gia đình chúc chú sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chú, chào chú nha. Rồi thưa cô chú anh chị, thì Sơn đã trao phần quà cho chú xong, thì chuyện nữa chú sẽ liên hệ với trên Sài Gòn. Rồi Sơn sẽ gặp mẹ với cha của cháu ở trên Sài Gòn ở Bình Dương. Rồi thôi con chào chú, chúc chú sức khỏe nha. Rồi tôi cũng cảm ơn chú luôn. Dạ. Đó thì thưa cô chú anh chị, thì Sơn mới vừa nói với chuyện với chú Quý xong là ông ngoại của cháu, thì bây giờ cũng đã xong rồi. Thì video của Sơn xin kết thúc ở đây. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe và mong cô chú anh chị xem kênh và chia sẻ kênh để Sơn có động lực nhiều hơn quay video nhiều hoàn cảnh ở miền Tây. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe nha. Và các bạn, Sơn bye bye. Dạ Sơn xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước và các bạn. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe và các bạn nha. Sơn đang có trong núi voi nè, ở đây sau lưng núi rồi. Bây giờ Sơn đang một cái lợi một cái hoàn cảnh của đứa em học sinh.
cuối cùng là đứa thứ năm. Thì cháu cũng học giỏi, cũng được ban khóm giới thiệu đó cô chú anh chị, ở khóm huyện người ta giới thiệu đó. Thì sân bên này đến nhà, thì trong cái mùa dịp nghỉ hè này đó cô chú anh chị, thì các em được nghỉ hè thì các em rất là háo hức đi, được đi gặp cha mẹ làm ở xa, để đi lên đó để gặp cha mẹ. Đó, các cháu đi thì sân về một chuyến đây cũng là bất chợt quá đó, nên là không có chuẩn bị, thì các cháu đã đi lên đó với cha mẹ rồi. Thì sắp tới Sơn sẽ về Sài Gòn đó, thì Sơn sẽ quay lên Sài Gòn để gặp các cháu trên đó và các cha mẹ trên đó luôn đó. Thì bây giờ Sơn đã đi vào nhà của em học sinh đó nha, để mình hỏi thăm như thế nào và cũng gửi tặng một cái quà hiếu phẩm. Dạ con chào cô. Dạ. Thì cô cho con hỏi là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ha? Hôm nay được 53 tuổi rồi. 53 tuổi. Dạ. Là cô là tên họ là gì? Đặng Thị Phước. Đặng Thị Phước. Cô là dây ngoại của cháu. Dạ, ngoại của thằng Lê Hoàng Long. Dạ. Thì cháu năm nay học lớp mấy rồi bà ha? Cô lớp ha? 3. Hôm nay học lớp 3. Dạ, cháu nó tên gì hả cô? Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long. Dạ. Cháu đang học lớp 3. Cha mẹ cháu còn đủ không cô? Còn đủ mà đó, trên Bình Dương á, bằng trên Bình Dương á, mẹ nó với cha nó rước nó lên chảnh rồi. Dạ. Lên chảnh là trong cái dầu cái dịp nghỉ hè. Dạ. Dạ. Nghỉ hè đặng lên chảnh chơi ta nhớ rồi. Dạ. Thì anh chị lên đó làm lâu chưa hai cô ha? Đi thì lúc đó giờ cũng 5 năm rồi. Dạ. Mà mỗi năm anh chị có về không? Có, Tết thì về. Về Tết về chứ hơn. Ít về lắm. Dạ. Chứ năm nay nó sanh nhỏ thứ ba nữa, nó về dưới đây được 1 tháng nữa rồi sanh rồi nó cũng lên chảnh rồi. Dạ. Ô mà cô ở đây là cô làm cái công việc gì? Trồng bông, trồng ba bông đó, bông Tết chứ bông gậm bẫy đâu đây kia. Cái đó thì tới dịp mới bán được. Ừ. Dạ. Là cháu ở đây thì ngoại lo. Ông thì lo thì chút ít trà mà đều cha mẹ nó cũng gửi tiền về tiếp. Dạ. Chứ đâu có mà lo hết cho được, nên cha với mẹ nó hàng tháng nào cũng gửi về chứ. Dạ. Thì cô cho hỏi là những hồ sơ với tờ của cháu nó học đó, thì những giấy khen hay là phiếu lạc đó thì cháu có bỏ nhà không cô ha? Không biết nó có bỏ nhà không nữa. Đâu có, cô có thể nào kiếm coi con ơi có bỏ nhà không? Trường Mỹ Á chứ. Có nghĩa là từ lúc mẫu giáo là cô cha mẹ đã giao là cho bà ngoại nuôi rồi. Dạ thì là hai vợ chồng bây giờ là cha mẹ của cháu là đi Bình Dương làm rồi. Đi Bình Dương làm. Dạ. Rồi. Làm hồi lâu rồi, 5 năm gì rồi. Cái này giấy khen của cháu là năm lớp 3 thôi hả cô ha? Dạ. Còn mấy năm trước không có hả cô? Có năm nó không có còn mấy năm trước có nữa hay gì, ở dưới mẫu giáo rồi cấp đó nó học cũng có giấy khen nữa hay gì. Dạ. Mẫu giáo chứ. Thì đây thưa cô chú anh chị, thì đây là giấy khen của em Lê Hoàng Long, là trong danh sách của Sơn đã được biết á. Đó thì còn ở dưới đây nữa là cái phiếu liên lạc của em nè, và có kể cả số điện thoại của cha mẹ. Số điện thoại này chỉ còn dùng không cô ha? Số điện thoại của số 4344 á. Không biết số của ai nữa. Em cái thành tích của em học nè. Đây được khen thưởng là hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Thì em đã đi lên chảnh từ khi nào cô ha? Đi nghỉ được đâu chưa được một tuần nữa là đi rồi. Mẹ cha nó nhớ quá cậu đưa anh chảnh. Thì cô có biết cha mẹ cháu là làm ở khu vực nào không? Ở Bến Cát cái gì? Ở khu vực Bến Cát. Dạ. Bến Cát đó. Nghe nó ở Bến Cát đó mà. Dạ. Thì tại hôm nay là cũng đi đến bất chợt, coi như là không có cháu ở nhà. Chứ thật ra con đi đến đây sớm lắm, nhưng mà con bị tai nạn cho nên là không có đến sớm được. Thì hôm nay con mới lại thì cho anh Tha hay thì nó bắt chợt.
nên là các cháu đã đi, có một số cháu thì ở có nhà, có một số cháu thì đi, thì con đang hiện tại lấy trong Chi Lăng là 5 đứa, là về cái việc học thì con lo để cho cháu nó ăn học, tại vì những đứa cháu mà học giỏi đó thì con mới cho đưa vào danh sách, là những đứa đó thì con sẽ cho danh sách lại đây là được 5 đứa đó, thì sắp tới nó có được nữa hay không thì con chưa biết, hiện tại thì con chỉ được 5 đứa là bắt ở Chi Lăng này, là cho danh sách là lo ăn học, chỉ lo là cái việc học thôi, lo ăn học của việc mà cái mấy cháu thôi. Thì nãy giờ em cũng, con cũng đi hết 4 hoàn cảnh rồi, ở đây là hoàn cảnh thứ 5 là cuối cùng. Thì con cũng được biết qua là của bên khóm của chỗ anh Tha, là anh đưa danh sách ra là những cái hộ đang đi từ sáng giờ, là cái hộ mình là hộ cuối cùng đó. Thì trước thì cũng đến thăm gia đình và cũng về để gặp cháu, nhưng mà không may là quá bất ngờ không gặp cháu, thì cháu cũng đã đi ra ngoài đó để ở với cha mẹ, thăm cha mẹ đó. Thì vào cái dịp nghỉ hè thì các cháu cũng được ở bên cạnh cha mẹ thì nó vui đó. Thì thưa cô, thì hôm nay cũng có một cái chị quý ở bên Úc đó, chị gửi cái phần quà hiếu phẩm đó cho bé Long, nhưng mà không có bé Long ở nhà thì con gửi cho cô ở nhà ha. Cũng thay mặt mà cảm ơn cái chị cô quý cô gì đó, cảm ơn bà ngoại đó, cảm ơn cái cô quý đó cô gì đó, cảm ơn con cô. Dạ thì phần quà của chị quý gửi biểu tặng cho gia đình đó, và chị gửi lời thăm sức khỏe thì gồm có một cái bao gạo 10 kg và 5 hộp cá mồi và bột ngọt nè, 1 kg đường nè, 10 trứng, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn và 1 chai nước mắm Nam Ngư. Đó. Là phần quà đây là nó cũng là có giá trị đó cô. Dạ. Đó thì tại vì cũng muốn là xuống gặp em Long, cháu Long để cháu có cái phần quà này cho cháu để cho cháu ăn. Còn cái việc học thì sau này tụi con sẽ lo. Nên cô chỉ mong là cháu sẽ được cái sự trợ giúp như vậy đó, thì cháu học nó được tốt hơn, khá hơn, giỏi hơn. Thì con cứ mong là như vậy. Thì thời gian tới chắc con cũng sẽ gặp cháu ở trên Bình Dương. Trên Bình Dương hả? Dạ, chừng nào có thể gặp. Mẹ nó nói thì gần tới học, mẹ nó đưa về. Thì gần tới học là cũng phải 1 tháng mấy nữa, đúng không? Thì có 1 tháng mấy nữa, thì 1 tuần hoặc 10 ngày sau con về. Con quay về Sài Gòn. Về Sài Gòn lên Bình Dương ha. Dạ. Thì lúc đó con quay lên chảnh gặp danh chảnh. Dạ. Thì tại vì con về đây thì có thời hạn là từ 1 tuần đến 10 ngày thôi. Thì xong công việc này là con mới quay lên Sài Gòn. Thì cỡ 20-25 ngày con mới trở về đây là nữa. Đó cho nên là bây giờ gặp gia đình thì vậy, thì con gửi biếu cái món quà của chị quý gửi đến gia đình. Thì con cũng mong là khi này sau này cháu về đó, cô giúp con truyền đạt cho cháu để cho cháu học giỏi hơn. Thì con sẽ làm cái danh sách cho cháu nó vô học. Thì sắp tới nữa sẽ có anh Thà, anh Tha đó, anh sẽ là tới nhà chụp những cái hình ảnh 3-4 để cho của cháu á, để cho nó dán vô cái hình đó là có tên cha mẹ, có tên cháu trong đó, để làm danh sách ra làm hàng năm con đóng tiền cho cháu. Và những cái việc học của cháu là 6 tháng còn xuống đơn lần, là theo dõi cái phiếu liên lạc, cái phiếu liên lạc cái cô giáo phát về thì phải giữ đó điện cho con hay, hoặc là chụp hình gửi cho con cũng được. Thì để tiếp tục theo dõi của cháu cái việc học như thế nào thì tụi con sẽ tính tiếp nữa nha cô ha. Dạ. Dạ thì thôi đến đây con đi cũng thăm cũng gia đình rồi cũng không gặp cháu, thì con thôi con cũng chúc cô sức khỏe. Dạ. Nha. Dạ con chào cô nha. Dạ. Vô máy luôn à. Đây thưa cô chú anh chị, thì Sơn cũng mới vừa thăm nhà của bé Long rồi và cũng gặp bà ngoại, và cháu cũng đã đi lên ở chơi với cha mẹ ở trên Bình Dương, thì thời gian tới Sơn sẽ gặp ở trên đó. Bây giờ video của Sơn sẽ đến đây kết thúc nha. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe và mong là cô chú anh chị xem và đăng ký kênh và chia sẻ kênh của Sơn nhiều hơn để Sơn có động lực quay nhiều hơn những hoàn cảnh ở miền Tây. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe và các bạn xem máy bay nha.